Ok, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình là Đức Ai. Hôm nay mình sẽ khui những món quà sinh nhật của mình. Đây, món quà đầu tiên như là không có tay, mình sẽ khui ra. Đây, khui nhỉ nhá, các bác khui nhỉ nhá. Đây là của em mà. Để em khui đây. Để em này đặt tay nhá, để em này đặt tay. Đây là của bảo kiểm gia Đức, thăng tẹn vợ. Đây là của bạn gia Đức. Đây là của ai mà không biết nha, mình sẽ khui ra. Ôi, cái đồng hồ này. Bạn Giê-đốc sẽ tặng mình một cái đồng hồ. Em khui cái này. Cái này để em khui đây. Cái này là chúc mừng sinh nhật của ông Đức Đình Phúc. Để của bạn Đình Phúc tặng nha các bạn. À, Lego. Đây là một bộ Lego. Đây là một bộ Lego nha các bạn. Đây không có tay. Em khui nha. Cái nào không có tay nha thì nó khui. Và phải hỏi ý kiến nè. Em mình khui nhanh quá các bạn. Mình khui một bộ biết từ nãy giờ chưa xong rồi. Đây là một bộ món đặc biệt cái chữ mấy mặt đó. Đấy bạn. Một bộ mặt đó. Đây. Đây là một cái gì đây các bạn? Đây có chữ này. Không biết nữa, mình sẽ mở này rồi. Đây. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Bạn Gia Mã, đây của bạn Gia Mã tặng mình. Đây nó à. Con không biết là cái gì mà nó không ta. Ui. Cái đồng hồ. Đây, một Gia Mã tặng mình cái đồng hồ nha các bạn. Có tay nó cứ khui. Không biết được cái gì nữa. Mình sẽ lấy cái máu của mình. Đây. Mình nghe khi nói là em tặng cho mình cái hộp bút, chắc đây là của em thì ôm đó các bạn. Đây. Đây là cái gì đây? Ở đây nha, cục giấy. Không có tên. Đây cái hộp bút kìa các bạn. Mình đây phải... không có tên nha. Đây cũng có mật khảo nữa. Mình không biết mật khảo là gì luôn. Mình sẽ qua mình. Có cái khác. Mình đưa đây đây là của bóp mình, mất bóng của mình. Nó bóp lại cho mình một bộ đồ. Thôi. Đông. Ê, có đèn luôn. Đây mình sẽ tắt đèn. Được. Đây. Bóp mình tặng cho mình một bộ đồ nha các bạn. Mình sẽ để đây. Cái này mình sẽ lấy cái này. Cái móng của mình đâm. Hộp bút. Hộp bút bay. Đây là một búp bê nha các bạn. Nè, không có tay. Đây các bạn. Đây là một cuốn sách đúng không các bạn? Đây là một chuyện Pokemon 3 cuốn luôn nha các bạn. Đây. Đây có một hộp gì? Bút. Bút thì sao đấy. Đây trong đây có một cuốn số. Đây các bạn. Bút ra. Đây không được. Đây có tay. Đây, đen khoa trước bạn sinh nhật vui vẻ. Đây là của bạn đen khoa nha các bạn. Cái hộp này để cho em nha. Ừ. Ôi nó bể hết. Mình sẽ lấy đắp đi. Ôi, đây là một bút kim tân của đây họ một bút kim tân. Đây để mình khui nhanh quá các bạn.
đây là cái khúc viện Doraemon nha các bạn. Dán keo hết rồi, để mình khui ra cho các bạn coi luôn. Đây, hai cuốn truyện như là Doraemon. Đã đắt quá mà phải khui từ. Bút một truyện ha. Đây, đây là hai cuốn truyện Doraemon. Em mình nói riêng mình mắc lịch sử luôn à. Đây nha các bạn, bỏ cột bút luôn. Đưa ra khui hộp đây cho. Nó tìm một hộp khác đi. Cái này giống kim tự tháp của bạn mà mình không biết cái này cái gì mà nó vui như thế này cả. Cái này được. Em mình nó vui cái hoa luôn. Đây là một bức thư như thế nào. Chúc mừng bò sinh nhật vui vẻ. Em Minh Chiết. Đây. Đây cái thiệp đây. Em gửi cho mình thôi. Đây cuốn gì đây nè. Cuốn gì đây. Bách khoa trí thức. Đây là cuốn bách khoa trí thức nha các bạn. Rất là to. Mà có một cái chữ trên thầy đọc nha mà. Ừ. Cái này không có chữ này. U bọn này tệ cho mình. Đây, đây là hai cuốn Doraemon nha các bạn. Ba. Hai cuốn Doraemon. Với lại là một hộp bút này nha các bạn. Đây hộp bút xin nha. Được mà. Đây là một hộp bút nha các bạn. Đây, cái này đã gần không? Đây. Đây có hộp gì đây, đây là hộp bút này nha các bạn. Đây, có thể rút ra. Hộp bút. Hình như mình được theo rồi. Và như đây một bút chút ống. Đây có móc khóa nha các bạn. Móc khóa. Mình sẽ ghi vào đây. Có tí nữa mình sẽ ghi. Chứ nhà bọn nào các em mà có quà sinh nhật như thế này nha các bạn. Đừng có đưa mấy các bạn hay ghẹ và mới đưa nha các bạn. Chứ mà đưa mình sẽ sát. Đây cũng như thế. Đây. Đây một bút luôn nha các bạn. Bút cái bạc có mà có cái mã khóa luôn không bạc. Cái đéo bay. Cái đây cái gì đây? Toàn trạng chương trình phát thảo thành viên đây. Mình sẽ lát cuối này rồi. Này có tay nè. Ờ đâu. Con này gì không? Đây là cái tay của bạn học cái tiếng Anh của mình nha các bạn. Đây. Đây là cuốn sách Doraemon. Đây là cuốn sách Doraemon nha các bạn. Doraemon đặc biệt. Đậu Doraemon đặc biệt luôn nha các bạn. Hai cuốn đặc biệt, một cuốn tạp chí, một cuốn 11. Hai cuốn tập 8. Đây. Đây bì thư gì nè. Bì thư của bằng Tú Minh. Đây. Chúc bọn sinh nhật Quang Đức nhân dịp sinh nhật. Chúc bọn vui vẻ và học giỏi. Con tử mới đừng nói chuyện nữa đấy. Rồi, đây là bì của mình nha các bạn. Cái này thì mình cũng không biết sao khui nữa. À, đây là của cô mình nha các bạn. Cô mình mua một cái áo sao ấy. Đây, đây là một cái áo của cô mình mua. Đây có một cái anh tên cái chữ đi là Frail. Và còn mình sẽ khui này ra chứ. Còn như mình khui hơi bị nhanh rồi. Như lần này có một chiếc xe. Họ không có tay. Đây. Bút,
cua này khó quá. Đúng không? Mình từ từ với cua, để cay nhé. Rồi mình sẽ khô múc rồi ra chứ. Đây các bạn, một cái hộp bút có mặt nha các bạn. Đây có tầng nhỏ đây. Đây hình như là có 3 tầng luôn các bạn. Đây. Tầng này thì đựng cái này là. Đây tầng này em cũng đựng tốt đây. Mình sẽ xếp lẹ và sẽ review lại từ đầu cho các bạn coi. Đây là một bút này. Đây, mấy cái hộp bút nữa các bạn. Hầu như là mình cũng được đây ba cái hộp bút rồi mình sẽ nè. Đây là một chiếc xe nha các bạn, không? Chiếc xe mình sẽ cho tí lên bàn học của mình. Anh ơi, em cuối này được không anh ha? Từ từ để tí lên. Đây là cái tấm trống này các bạn. Đây, đây rồi mình sẽ review nó khó. Ui cái này, cái này mình chưa khui, mình sẽ cho các bạn một phần lá chăm nha các bạn. Đây còn ở trăm là những con như thế này. Đây còn món quà nữa. Không biết nha. Rồi. Ê, mình là 10 bạn câu hỏi vì sao khóa học vui. Đây. Còn cũng ở dưới là đây. Đây. Mình cảm ơn các bạn đó vì những món quà sinh nhật này nha các bạn. Mình rất là làm việc các bạn. À, các bạn thấy video này hay cho mình like, subscribe, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông nha. Bye bye. Đóng một bút luôn.